không? Dạo này đi đâu mà không thấy ra nhỉ? Đúng không? Nhà. À. Đuối. Chết rồi. Mày quay phim có bỏ quên mất Tuấn đâu à? Đấy. Du. Cái này là cái gì lạ đấy chứ nhỉ? Bú bò. À bú bò. Ờ. Bú bò sao lá to thế nhỉ? Mà lá nó dày nhỉ? Rất là khác cái giống kia thế nhỉ? Đây là cái đực. À. Sao đoàn kia thì vào vào đâu? Cái này bao tiền đúng không? 3 tiền. Đọc lên. 4 nó không quả thiết như như con kia nhỉ? Lâu lâu mới ra. Chết rồi, bỏ quên một quấn rồi. Anh đang ở đâu đây? À thế à? Vâng vâng. Vâng vâng vâng. Rồi rồi, cho em dắt xe cái đấy nhá. À. Không có nhạn đâu. Không có nhạn đâu, có nhạn này kìa. Không. Đẹp đấy. Đấy, Lộc Vương. Lộc Vương mất tiền không? Lộc Vương bao tiền à? 10 triệu. 10 triệu. Ghê nhỉ. Đây, cái con này. 13 triệu. 3 triệu con này. 2 triệu. Này. 12 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Ở quê đúng không? Cái đẹp là khó bán lắm. Vâng. Ở châu á. Giống đấy, 10 triệu này, vừng 10 triệu. Tuấn này ông lại đi đâu mất rồi? À, đang lạc trong trong kia. Vui chưa? Đông thế. Ui giời. Sùng chưa. Đã mở hàng chưa bố? Chưa. Nhìn cái cục chuối đây bao tiền đấy chị? 5. Ồ nhỉ. Quái thế. 5 triệu. Thế còn cái sung này? Nhiều quả thế nhỉ? Này nhà rộng rộng mà chơi thì vui. Chân chiếc đầy đủ ấy.
đấy, này chơi đẹp quá, rẻ, nhà thì rộng chơi vui. Đây Tuấn này. Đâu ạ? Dạ. Ba chục triệu. Này có đất mà chơi nhỉ? Vào tiền trăm thì đi làm sao được, mua cái cây đấy xong rồi sụp lưng này đi. Ông nói đúng rồi gì đó. Thế vào xem. Ba đồng. Xem xuống. Chân chiếc đầy đủ. Cái con xanh vừa nãy nổ đấy. Gần 35 rồi á? Vâng. Đủ bao nhiêu? Không đủ khoảng 2 hay 1? Không. 17, 18. Ừ. Đi làm. Nhá. Sùng quả sướng nhỉ? Để tí nữa dặn. Vâng, gặp ông anh hỏi. Cây quê của chú mà có mặt này mà nó như mặt kia đấy thì vui. Đây này. Chỗ này mà nó lại gào hai mặt thì chỗ này mà nó như chỗ này đấy thì vui. Dưới. Muốn như vẽ. Có nghi đúng không? Có nghi. Mà thằng này cây còn 100. Khó lắm. Và toàn mấy ông nhà giàu ấy, mua nào cây khó lắm. Cái cổng này bán bao tiền gì nhỉ? 3 triệu hay 7? 2 triệu. Cả cổng cả cây đấy. Mua thì không mua, còn chưa. Bỏ tiền ra. Khó thế. Này bán khi là rẻ nhất chợ ở khu vực này đấy. Ơ cây này giống cây của chú đấy nhỉ? À không phải. Chào Phúc Kiến. Chào Phúc Kiến. Chào Phúc Kiến này. Mà lấy thì anh không lấy chậu. Chào Phúc Kiến. Chậu không lấy chậu. Chào lại rồi lấy chậu. Chậu bớt 1 triệu. Chậu 800. Mốc con chào Phúc Kiến hả bạn? 800. Nhưng cái cây thì bao nhiêu? Cây này 3 triệu mấy. Hay nhỉ? 3 triệu rưỡi. Vời này bán cây hay phết. Còn riêng cái chậu mấy người gọi điện để hỏi mua lại cái chậu. Con gò công này biết bao nhiêu? Ngu này. Đây này, con sung này mà một thời gian nữa mẹ nó ổn định chậu thì vui đấy. Hết tiền rồi, đẹp rồi, hết tiền. Dịch ra đây một chút. Chân chiếc đẹp. Để xem cây chị Liên nha. Đấy. Ủi đẹp đấy. Mòn đá lên đây. Đúng rồi. Trông vào thì nó lại bình cái chậu này gì. Cái này chậu này một người có khiêng được không? Khiêng được. Hai người. Đấy, thác đổ đấy. Hai người. Thác đổ đấy. Cái chậu này đã mấy trăm nghìn rồi. Hai người một mình thì căng đấy. Đấy. Thác đổ. Ôi thác đổ đấy. Đổ đồ. Giáp người. Hai người, hai người. Tín đồ cổi ra múc.
để ra mặt trước xem cây này như thế nào.